Kinh đại Phật đản cấu cánh kiên cố và mật nhân của Như Lai và chư Bồ Tát hoàn hành để tu chứng liệu nghĩa quyển 10. Này cái nỉ khi tiện nam tử kia tu hành chánh định đạt đến chấm dứt của tưởng uẩn, mộng tưởng thông thường của người ấy sẽ tiêu diệt, cỡ từ đó sẽ không còn phân biệt giữa ngũ và thức. Sự nhận giá của họ sáng tỏ rộng không và tính lặng tựa như bầu trời quang đảng. Những ảnh tượng thô trọng của trần cảnh sẽ không còn hiện ra ở trước người ấy nữa. Họ quan sát sông núi đất đai và tất cả pháp thân thế gian như hình ảnh phản chiếu ở trong tấm gương sáng. Khi chúng đến thì không chỗ chính mắt khi chúng đi thì không thấy tung tích và chỉ là sự thọ nhận hư vọng từ phản chiếu ứng hiện. Họ hoàn toàn liều khỏi tập khí gia dối mà đã từng yêu mến và chỉ còn lại tinh nguyên chân thật của thức. Cỡ từ đó, cây nguyên sanh diệt được phơi bày và họ có thể thấy tường tận 12 thế loại chúng sanh. Tuy vẫn chưa có thể thông suốt đầu mối nguyên do của mỗi sinh mạng, nhưng họ à, có thể thấy nguồn gốc chung của sự sống. Đó là điểm then chốt tột cùng mà các kênh và tràn cảnh của chúng gặp nhau. Đây gọi là đã đến giai đây đã đây gọi là đã đến khu vực của hàm uh, Nếu họ có thể thái tánh cội nguyền rung chuyển nhấp nháy này, rồi chuyển tánh vào bổ nguyên trần tỉnh, thì gốc của tập khí sẽ lắng trong. Ví như là sóng lớn dược mắt thì sẽ biến thành mệt nước tĩnh lặng. Đến giai đoạn này thì gọi là đạt đến chấm dứt của hành uẩn Người ấy sẽ có thể siêu xuất ô trượt của chúng sanh. Quan sát nguyên do của hành uẩn và thấy vọng tưởng và thấy vọng tưởng. À, Quan sát nguyên do của hành uẩn và thấy vọng tưởng căn à, bộ và thấy căn bóng vọng tưởng của nó uống khuất sau kín trong tâm. Một này cái này Nên biết rằng thiện nam tử kia được chánh tri kiến và ở trong pháp tu trí đã ngân trụ trong văn minh bằng với chánh tâm của mình. Mười loại thiên ma sẽ không còn thừa cơ trục lợi được nữa. Tiếp theo người ấy có thể sẽ quan sát về tường tận vờ tường hành. À, tiếp theo người ấy có thể sẽ quan sát tường tận vừa bốn nguyên sự sống của tất cả tối loại chúng sanh. Khi bốn nguyên vờ sự sống của chúng sanh được khiến lộn. hà có thở hà quán sát nhiều động vi tớ ở bốn nguyên của chúng nếu giữa lúc quán sát ở bốn nguyên của chúng mà khởi sinh tính toán thì người ấy có thể sẽ rơi vào một trong hai lời luận về vô nhân một người ấy thấy khởi đầu của sự sống trên cá nhân vì sâu thở bởi người ấy đã hoàn toàn dứt trừ tánh sanh khởi của tưởng quận nương vào tám 800 công đức của căn bếp Người ấy có thể uh, thấy cho tất cả chúng sanh lưu chuyển xây vần trong vòng nghiệp suốt 80.000 kiếp đã qua của họ. Khi họ chết nơi đây rồi lại sinh nơi kia và chỉ thấy chúng sanh luân hồi ở nơi đó, còn ở ngoài 80.000 kiếp thì tối tâm chẳng thấy gì. Thế là họ liền cho rằng suốt 80.000 kiếp đã qua, tất cả chúng sinh đều tự có mà chẳng do nhân gì. Do bởi tính toán như thế nên họ sẽ quên đạo sẽ, nên do bờ tính toán như thế nên họ sẽ quên đạo tâm để đạt đến chánh minh tri, đòa là ngoài đạo và mơ mùi tánh giác ngộ. Hai người ấy thấy sự sống hai người ấy thấy kết thúc của sự sống trên cá nhân vì châu tớ. Bởi người ấy đã quan sát căn nguyên của tất cả chúng sanh, họ nhận biết rằng người sinh trở lại làm người, chim sinh trở lại làm chim. Quả đen luôn vốn là đen, ngọn trắng luôn vốn là trắng, chư thiên và nhân loại vốn luôn đứng thẳng, loài bằng sanh vốn luôn đi ngang. Tại rửa không làm cho ngọn trắng trở thành trắng và nhựa màu không làm cho quả đen trở thành đen. Thế là họ, thế là, thế là họ cho rằng từ 80.000 kiếp đã qua cho đến thời điểm Hòa, hiện tại, chúng công hờ có sự thay đổi nào? Người ấy lại báo rằng, như hiện tại tôi quan sát, đây gọi là đây gọi là do bởi tính toán như thế. Người ấy lại báo rằng, như hiện tại tôi quan sát cho đến hết cuộc đời này thì sự kết luận cũng là như vậy. sự thật xưa nay tôi chưa từng thấy giác ngộ thế thì làm sao có việc gọi là thành tựu giác ngộ? do đó phải biết biết rằng hiện tại tất cả vật tượng đều vốn chẽn cá nhân do bởi uh, tính toán như thế họ sẽ mơ mồi đạo tâm đã đạt đến cho họ do bởi tính toán như thế họ sẽ quên mất đạo tâm đã được đám chính minh tri đòi lạc ngồi đạo và mơ mùa tính giác ngộ đây gọi là lập luận vô thứ nhất và vô nhân của ngồi đạo hai này cái này là ở trong chánh định đó do thiện nam tư kia đã ngân trụ kiên cố trong chánh tâm của mình nên chúng ta sẽ không thể trục lợi Tiếp theo, người ấy có thể sẽ quan sát vào thường hàng và nhiễu động quy tế ở bốn nguyên sự sống của tất cả các loại chúng sanh nếu giữa lúc quan sát và sáng sát thường hành của chúng mà khởi sinh tính toán. Thì người ấy có thể sẽ rơi vào một trong bốn loại luận và thường hành biến khắp. Một, khi nghiên cứu tận cùng và một khi nghiên cứu tận cùng và tánh và cảnh của tâm người ấy có thể sẽ kết luận rằng các sự đó đều chuyện cá nhân, nhân bởi sự thu thập người ấy họ có thể biết được sinh tử trong vòng suốt hai mươi ngàn kiếp đã qua của hết thể chúng sinh cấp mười phương. người ấy có thể sẽ quan sát suốt khoảng thời gian đó, tuy những chúng sanh tuần hoàn trong luân hồi nhưng tính và cánh của tâm họ chưa từng bị tan mắt. Nhưng qua sự tính toán của Tâm Người ấy uh, cho rằng Tính và cảnh của Tâm là thường Hai Khi nghiên cứu uh, tận cùng Về căn nguyên của bốn đại Người ấy có thể sẽ kết luận rằng Tánh của bốn đại là thường trụ Nhưng bởi sự tu tập Người ấy có thể biết được sanh tử trong vòng uh, 40.000 kiếp đã qua của hết thể chúng sanh cấp 10 phương. Người ấy có thở sẽ quan sát rằng suốt khoảng thời gian đó, thơ tánh của bốn đại đều là đều thừa đều là thường hành. Và chúng không bờ, chúng tránh uh, hờ bị tan mất. Nhân qua sự tính toán của tâm người ấy có thở uh, nhân qua sự tính toán của tâm người ấy cho rằng tánh của bốn đại là thường. Ba khi nghiên cứu toàn cùng về cái ba khi nghiên cứu toàn cùng về thức quý, ý thức truyền tống và tạng thức, người ấy có thể sẽ kết luận rằng đánh bổn nguyên của chúng là thường hành nhưng bởi sự thu tập, họ có thể biết được sinh tử trong vòng suốt 80.000 kiếp đã qua của hết thể chúng sanh cấp mười phương. Người ấy có thể sẽ quan sát rằng suốt khoảng thời gian đó Tuy những chúng sanh kia tuần hoàn trong luân hồi nhưng các thức của họ chưa từng bị tăng mắt, xưa nay luôn thường trụ và vĩnh viễn không bao giờ mất. Nhân qua sự tính toán của tâm, người ấy cho rằng tánh của các thức này là thường, do bởi tính toán như thế nên họ sẽ uh, do bởi tính toán như thế họ sẽ mơ mùi họ do bởi tính toán như thế họ sẽ quên mất đạo tâm để đạt đến chánh biến tri đòi lạc ngoại đạo và mơ mùi tính giác ngộ đây gọi là lập luận thứ nhì về viên thường của ngoại đạo ba lại nữa Do thiện nam tử kia đã ngân trụ kiên cố trong chánh tâm của mình nên chúng ta sẽ ba lại nữa do thiện nam tử kia đã ngân trụ trong ánh à, ba lại nữa do thiện nam tử kia đã ngân trụ trong văn minh bằng với chánh tâm của mình nên chúng ta sẽ không thở trục lợi tiếp theo người ấy có thở sẽ quan sát thường hàng và tiếp theo người ấy có thể sẽ quan sát tường tận vào thường hàng và nhiễu động quy tớ bốn nguyên sự sống của tất cả, tất cả, tất cả loại chúng sanh nếu giữa lúc quan sát mà khởi sanh tính toán và ngã vừa nhân người ấy có thể sẽ rơi vào một trong bốn loại luận và mọi cả... người ấy sẽ rơi vào một trong bốn loại luận Vờ cái gì vờ một nửa là thường và một nửa là vô thường. Một khi nghe khi quán sát à, tâm nhiệm màu trong sáng biến khắp các à, các thế giới ở mười phương, người ấy có thể sẽ cho rằng tâm trạng nhiên tâm trạng nhiên là thần ngã cấu cánh cớ từ đó người ấy sẽ nghĩ rằng thần ngã này ngưng trụ trong ánh sáng và bất động cấp mười phương do đó người ấy có thể sẽ cho rằng thần ngã này là thường còn những chúng sanh trải qua sinh diệt kia đích thật là vô thường hai, thay vì quán sát tâm của mình, người ấy lại quán khắp các quốc độ nhiều như các sông hàng ở khắp mười phương. Người ấy có thể sẽ thấy các thế giới đang ở cái hội nên cho rằng các thế giới đó là vô thường. Còn các thế giới không ở trong cái hội thì thì các còn các thế giới không ở trong cái hội thì cho rằng các thế giới đó cứu cánh là thường ba người ấy có thể sẽ chú ý quan sát về sự tinh tế ăn mặc của thân mình của tâm mình và thấy nó tựa như vi trần lưu chuyển khắp mười phương và tính của chúng không hờ biến đổi người ấy có thể sẽ cho rằng sự vi tớ của tâm đó không chớ sinh tử của thân này do đó người ấy có thở sẽ do đó người ấy có thở sẽ cho rằng do đó người ấy có thở sẽ cho rằng do đó người ấy có thở sẽ cho rằng à... nó là tính bất hoại và tính ngã thường hành còn tất cả lưu xuất từ tính ngã thường hành thì phải là vô thường bốn khi nhận biết được uh, chấm dứt của tương quẩn và thấy dòng chảy của hành uẩn người ấy có thể sẽ cho rằng dòng chảy liên tục của hành uẩn là thường sắc uẩn thời uẩn và tuấn bây giờ đã diệt tận nên người ấy có thể sẽ cho rằng chúng là vô thường giờ bởi tính toán vừa một nửa là thường và một nửa là vô thường họ sẽ đọa lạc ngồi đào và mơ mộng tánh giác ngộ đây gọi là lập luận thứ ba vừa một nửa là thường và một nửa là vô thường. Đây là đây là bốn loại là đây là bốn loại luận vừa một nửa là thường và một nửa là vô thường là lập luận thứ ba của ngoại đạo. Bốn lại ở trong chánh định do thiện nam tử kia đã ngân trụ kiên cố trong chánh tâm của mình nên chúng ma sẽ không thể trục lời tiếp theo người ấy có thể sẽ quan sát tường tận vào thường hành và nhiễu động nguyên tớ bốn nguyên sự sống của tất cả các loại chúng sanh nếu giữa lúc quan sát mà khởi sanh tính toán và phân loại người ấy có thể sẽ rơi vào một à, người ấy có thể sẽ rơi vào một trong bốn loại luận và cái gì có giới hạn và cái gì không giới hạn một người ấy có thể sẽ cho rằng dòng chảy của bốn nguyên sự sống hoạt động liên tục chảy ngừng do đó người ấy có thể sẽ cho rằng quá khứ và vị lai có giới hạn còn tâm hoạt động liên tục ở hiện tại là không giới hạn 2. người ấy có thể sẽ quan sát và thấy chúng sanh suốt 80.000 kiếp đã qua của họ nhưng ở trước 80.000 kiếp đã qua thì hoàn toàn chẳng thấy chẳng nghe quãng thời gian mà chẳng thấy chẳng nghe thì người ấy thì cho là có giới hạn còn à, quán thời gian mà chỉ thấy chỉ nghe thì người ấy cho là không giới hạn Còn quán thời gian mà à, có chúng sanh thì người ấy cho là có giới hạn Ba người ấy à, có thể sẽ cho rằng Ba người ấy có thể sẽ cho rằng sự hiểu biết của mình là không giới hạn Và tất cả người khác đều hiện ra ở trong sự hiểu biết của mình tuy nhiên người ấy không hờ biết về sự cảm nhận của người khác do đó người ấy có thể sẽ cho rằng sự nhận biết của họ có giới hạn người ấy có thể sẽ cho rằng sự nhận biết của họ có giới hạn còn người ấy có thể sẽ cho rằng sự nhận biết của có họ có giới hạn chứ không phải không giới hạn như của mình do bởi tính toán như thế do bởi tính toán về cái gì có giới hạn và cái gì do bởi tính toán rèn do bởi tính toán rè do bởi tính toán về cái gì có giới hạn và cái gì không giới hạn họ sẽ đòi lạc ngoại đạo và mua mùi tính giác ngộ đây gọi là là đây đây là bốn loại luận đây là đây là những loại luận đây là bốn loại luận về cái gì có giới hạn và cái gì của giới hạn là lập luận thứ tư của ngoại đạo năm lại nữa năm lại ở trong chánh định do thiện Nam tư kia đã ngân trụ kiên cố trong chánh tâm của mình nên chúng ta sẽ không thể trục lợi tiếp theo người ấy có thở sẽ quan sát thường hành và nhiễu động vi tế ở bốn nguyên sự sống của tất cả thế loại chúng sanh nếu giờ lúc quan sát mà khởi sanh tính toán và tri kiến người ấy có thở sẽ rơi vào à, một trong bốn loại luận điên đảo mơ hồ và biến cố hư luận của bất tử một người ấy có thể sẽ quan sát về cái nguyên biến hóa của hành uẩn nếu thấy sự đối dời nơi hành uẩn nếu thấy sự đối dời nếu thấy dự đối dời nơi hành uẩn thì người ấy gọi nó là biến đổi nếu thấy sự tương tục nếu thấy sự đối dời nơi dòng chảy thì người ấy gọi nó là biến đổi nếu thấy sự tương tục ở nơi dòng chảy thì người nói gọi nó là thường hành người ấy à, nói rằng những gì trong thái thì gọi nó là sanh còn những gì chuyển trong thái thì gọi nó là diệt nếu có sự tương tục không ngừng ở nơi dòng chảy thì người ấy gọi nó là do bơ tan và nếu có lúc ở nơi dòng chảy mà cả, và nếu có lúc ở nơi dòng chảy tương tục mà có gián đoạn thì người ấy gọi nó là do bơ giảm người ấy sẽ gọi tất cả những nơi uh, sinh ra mà đã quan sát là hoàn toàn có và người ấy gọi tất cả những nơi mà đã dệt mắt uh, người ấy mà và người ấy gọi tất cả những nơi đã dệt mắt mà đã quan sát là hoàn toàn không với phương cách quan sát tất cả ở trong ánh sáng của hành uẩn người ấy lập ra nhiều loại luận cách nhau về những gì đã thấy nếu coi đến hội nghị lý thì người ấy sẽ đáp rằng nếu có ai cầu học uh, nghĩa lý của người đó mà đến hỏi thì y sẽ đáp rằng Cũng sinh và cũng diệt, cũng có và cũng không, cũng tên và cũng giảm Ở mọi lúc người ấy luôn nói lời rối loạn và khiến cho người kia quên mất câu hỏi ban đầu Hai người ở có thể sẽ quán rõ về tâm của mình và thấy mọi thứ đều không tồn tại. Nhân bởi chứng được và không tồn tại nên nếu có ai đến hỏi thì người ấy chỉ trả lời với một chữ là không. Ngoài chữ không thì hoàn toàn chẳng nói gì khác 3. Người ấy có thể sẽ quán rõ vào tâm của mình và thấy mọi thứ đều có tồn tại Nhân với chứng được và có tồn tại Nên nếu coi đến hỏi thì người ấy chỉ trả lời với một chữ là có Ngoài chữ có thì hoàn toàn chẳng nói gì khác 4. Người ấy có thể uh, sẽ thấy mọi thứ vừa có tồn tại và không tồn tại do bởi trải nghiệm sự mâu thuẫn như thế nên người nên tâm của người ấy cũng rối loạn nếu cài đã nói thì sẽ đáp rằng cũng có tức là cũng không nhưng ở trong không thì cũng là chuyện có tất cả lời nói ra của họ đều mơ hồ và hoàn toàn không thể luận bàn với họ Do bởi, uh, toán, uh, do bởi tính toán do bởi tính toán và có tồn tại và không tồn tại họ sẽ đòi lạc ngồi đạo và mơ mùi tính giác ngộ. đây là bốn loại luận uh, và biến cớ huy luận của bất tử là lập luận thứ năm của ngoại đạo nằm lại ở trong chánh định do thiện nam tử kia đã ngưng trụ kiên cố trong chánh tâm của mình nên chúng ma sẽ không thể trục lợi tiếp theo người ấy có thể sẽ quan sát tường tận và thường hành nhiều đoạn quy tớ bổn nguyên sự sống của tất cả thơ loại chúng sanh nếu giữa lúc quan sát mà khởi sanh tính toán và dòng chảy vô tận người ấy có thể sẽ rơi vào Người ấy có thể sẽ rơi vào ý tưởng điên đảo phát khởi Và tướng tồn tại sau khi chết Hoặc người ấy chấp trước kiên cố vào thân thở của mình nên sẽ nói rằng xét thân là chân ngã của mình hoặc người ấy uh, hoặc người ấy thấy uh, hoặc người ấy thấy chân ngã hoặc người ấy thấy bản ngã của mình trùm khắp tất cả quốc độ nên sẽ nói rằng chân ngã của mình bao hàm hết thể xét tướng hoặc người ấy cho rằng tất cả duyên đều tùy theo sự trải nghiệm của mình nên sẽ nói rằng xét tướng thuộc vào sự trải nghiệm của mình hoặc người ấy kết luận rằng bản ngã của mình ý tựa vào sự tương tục của hành ứng nên sẽ nói rằng chân ngã của mình ở tại sắc tướng đây là đây là những đây là những suy đoán về sắc tướng tồn tại sau khi chết xoay hoàng với những xoay với những suy đoán như thế người ấy có thể dễ áp dụng chúng vào vốn ổn đầu nên tổng cộng sẽ có 16 tướng tồn tại từ đó người ấy có thể sẽ cho rằng tịch phiền não sẽ luôn là phiền não giác ngộ sẽ luôn là giác ngộ tránh của có hai cùng xua đuối và không tiếp xúc với nhau do bởi tính toán và tướng tồn tại sau khi chết họ sẽ đòi lạc ngồi đạo và mơ mùi tính giác ngộ đây gọi là đây là những loài đây là những loại luận điên đảo và tướng tồn tại sau khi chết của nam ẩn là lập luận thứ sáu của người đạo bảy lại nữa bảy lại ở trong chánh định do thiện nam tử kia đã ngưng trụ kiên cố trong chánh tâm của mình nên chúng ma sẽ không thể trục lợi tiếp theo người ấy có thể sẽ quan sát về thường hành và nhiễu động quy tớ bốn nguyên sự sống của tất cả thế loại chúng sanh trước đó hành uống của người ấy à, đã à, trước đó trước đó người ấy đã dẹp trừ xét uống thầu huấn và tưởng huấn nếu giữa lúc quan sát mà khởi sanh tính toán thì người ấy có sẽ thì người ấy có thể sẽ rơi vào ý tưởng điên đảo phát khởi vờ tướng tồn tại vờ tướng không tồn tại sau khi chết vờ tướng à, từ nếu giữa lúc quan sát mà khởi sinh tính toán, thì người ấy có thể sẽ rơi vào ý tưởng điên đã phát khởi vờ tướng không tồn tại của chúng sau khi chết. khi đã khi đã qua khi đã thấy xét uống diệt mắt ở trong đình Người ấy có thể sẽ cho rằng tâm của mình khi đã thấy sắc uẩn diệt mất ở trong đản người ấy có thể sẽ cho rằng thân của mình không có chỗ à, khi đã thấy sắc uẩn diệt mất ở trong đản người ấy có thể sẽ cho rằng thân của mình tồn tại mà chẳng cá nhân khi đã quan sát tương uẩn diệt mất ở trong đản người ấy có thể sẽ cho rằng tâm của mình không có chỗ kết nối khi đã biết thọ uẩn diệt mất ở trong đản người ấy có thể sẽ cho rằng Cái ý của mình chẳng hờ liên kết với trần cảnh, cho tính của bao ứng này đã tiêu tan mặc dù hành uẩn vẫn còn hoạt động. Người ấy có thể sẽ cho rằng vì không có thọ hay tướng nên họ sẽ đồng như có cây. Người ấy có thể sẽ cho rằng tính chất hiện tiền của bao ứng này mà còn chẳng có, thế thì làm sao? mà có cái thơ vậy thì làm sao lại có các tướng sau khi chết chứ? Nhân bởi à, suy xét như thế nên à, họ cho rằng các tướng không tồn tại sau khi chết. Xây hoàng với những tính toán như thế người ấy có thể sẽ ứng chúng vào bốn quân đầu nên tổng cộng sẽ có tám tướng không tồn tại. Từ đó người ấy sẽ cho rằng tịch diệt và nhân quả cứu cánh đều đồng diệt chỉ có danh tự và tất cả đều là không do vợ tính toán và tướng không tồn tại họ sẽ đòi lạc ngồi đạo và mơ mồi tính giác ngộ đây là những lời luận điên đảo về tướng tồn tại sau khi chết của Nam Ứng, là lập luận thứ bảy của ngoại đạo. tám lại ở trong chánh định do thiện nam tư kia đã ngân trụ kiên cố trong chánh tâm của mình nên chúng ma sẽ không thở trục lợi tiếp theo người ấy có thể sẽ quan sát tường tận vừa thường hành và nhiễu động vi tớ của nguyên sự sống của tất cả thơ loại chúng sanh hành uống của người ấy thì vẫn còn ở trong đồ ở định nhưng xét uống thở uống và tương ứng thì đã diệt nếu giữa lúc quan sát mà khởi sanh tính toán thì người ấy có thể sẽ rơi vào à, thì người ấy có thể sẽ rơi vào thì người ấy có thể sẽ rơi vào nếu giữa lúc quan sát mà khởi sinh tính toán à, trái nghịch và các uẩn có tồn tại hay không tồn tại người thì người ấy có thể sẽ ra vào ý tưởng đương đạo phát khởi vờ tướng tồn tại và không và tướng tồn tại và không tồn tại của các ổn sau khi chết đều chẳng có tám lại ở trong chánh định do ở trong do thiện nam từ kia đã ngân trụ kiên cố trong chánh tâm của mình nên chúng ma sẽ không thể trục lời tiếp theo người ấy có thể sẽ quan sát tường tận vào thường hành và nhiễu động quy tế bổn nguyên sự sống của tất cả thể loại chúng sanh hành uống của người ấy thì vẫn còn ở trong định nhưng sức uẩn Thờ uẩn và tưởng uẩn thì đã diệt nếu giờ lúc quan sát mà khởi sinh mà nếu giờ lúc quan sát mà khởi sinh tính toán trái nghịch và các vẫn có tồn tại hay không có có, có tồn tại hay không tồn tại và các vẫn có tồn tại hay không tồn tại người thì người ấy có thể sẽ rơi vào ý tưởng đương đã phát khởi và tướng tồn tại và không tồn tại của chúng sau khi chết đều chẳng có cựu ừ, tướng tồn tại và không tồn tại của các quân siêu cơ chết đều chân có xây vòng với những suy gì tưởng như thế người anh Tịch các đời đó xây vòng như thế tương tự sẽ vần với những sự người đó trong cuộc tại. Từ đó, người ấy sẽ cho rằng tướng tồn tại và không tồn tại của bốn bốn sau khi chết được chiến to. Khi đã, khi đã quan sát khi đã khi đã quán sát sắc uẩn thọ uẩn và tưởng uẩn khi đã quán sát sắc uẩn thọ uẩn và tưởng uẩn khi đã quán sát sắc uống thọ uẩn và tưởng uẩn người ấy có thể sẽ cho rằng mặc dù hành ứng dường như tồn tại nhưng nó thật sẽ không tồn tại khi đã quan sát dòng chỉ khi đã quan sát dòng chỉ của hành uẩn người ấy có thở sẽ cho rằng mặc dù sắc uẩn thọ ứng và tưởng ứng dường như không tồn tại nhưng chúng thật sự tồn tại xoay hoàng với những tính toán như thế người ấy có thể sẽ áp dụng chúng vào bốn uẩn đầu nên tổng cộng sẽ có bốn sẽ nên tổng cộng sẽ có bốn tướng À, tồn tại và không tồn tại. Từ đó người ấy có thể sẽ cho rằng tướng tồn tại và không tồn tại của bốn uẩn sau khi chết đều chẳng có. Lại nữa, dựa vào những suy đoán rằng các à, rèn tánh của các hành là đối dời và sai lầm. Lại nữa, dựa vào những suy đoán rằng, rằng tánh của các hành là đối dời và sai lầm. Người ấy có thể sẽ cho rằng mình đã thông suốt và khai ngộ, mặc dù người ấy đã kết luận rằng tướng tồn tại và không tồn tại của các uẩn sâu cây chết đều chẳng có, nhưng thật ra người ấy vẫn đang đánh mất cái gì thật và cái gì chính thật của chúng. Do bởi tính toán và cho rằng tướng tồn tại và không tồn tại của các ứng sau khi chết đều chẳng có. Nên sự nhận biết nên sự nhận biết vừa tương lai đã đạt đến chấm dứt của hành ứng trở thành hôn ám và chẳng thở biết gì. Trở thành hôn muội và chẳng thở biết gì. Cuối cùng họ sẽ đòi lạc ngồi đạo và mơ mùi tính giác ngộ. Đây là những loại luận điên đảo và tướng tồn tại và không tồn tại của Nam Muộn sau khi chết đều chẳng có là lập luận thứ 8 của ngồi đạo. Chính lại nữa, khi đã chính lại, chính lại ở trong chánh định do thiện năm tư kia đã ngân trụ kiên cố trong chánh tâm của mình nên chúng ma sẽ không thể trục lợi tiếp theo người ấy có thể sẽ quan sát và sáng sát thường tần vừa thường hành và nhớ động vị tố bổng nguyên sự sống của tất cả các loại chúng sanh nếu giữa lúc quan sát mà khởi sanh tính toán rằng có rằng không có sự tồn tại sao hành ứng, thì người ấy có thể sẽ rơi vào một trong bảy loại luận tịch diệt Người ấy có thể sẽ rơi vào một trong bảy loại luận đoạn diệt. Người ấy có thể sẽ tính toán vào cho rằng thân của nhân loại và thân của chư thiên thuộc sáu tầng trời ở quả dục là đoạn diệt. Hoặc thân của chư thiên ở cánh thiền thứ nhất là đoạn diệt, hoặc thân của chư thiên ở cánh thiền thứ nhì là đoạn diệt, hoặc thân của chư thiên ở cánh thiền thứ ba là đoạn diệt hoặc thân của chư thiên ở cánh tiền thứ tư là đoạn diệt hoặc thân của chư thiên ở cõi vô sắc là đoạn diệt xây bằng với những tính toán như thế người ái có thể xây bằng với những tính toán như thế người ấy sẽ nghiên cứu tường tận và bảy lên giới trên rồi kết luận rằng chúng sanh hiện tại sẽ diệt mất và một khi họ đã diệt mất thì sẽ không còn sanh trở lại Do bởi tính toán và đoạn diệt của chúng sanh sau khi chết, họ sẽ đòi lạc ngoài đạo và mơ mùi tính giác ngộ. Đây là đây là những đây là những lời luận điên đảo và đoạn diệt của chúng sanh sau khi chết. Trong năm ổn là lập luận thứ 9 của ngoại đạo. 10 lại ở trong chánh định do thiện nam tử kia đã ngân trụ kiên cố trong chánh tâm của mình nên chúng ma sẽ không thở trục lợi tiếp theo người ấy có thể sẽ quan sát tường tận vừa tự hành và nhớ động vi tế bốn nguyên sự sống của tất cả thơ loại chúng sanh nếu giữa lúc quan sát mà khởi sanh tính toán rằng có sự tồn tại sau hình ứng người ấy thì người ấy có thể sẽ rơi vào một trong năm loại luận tịch diệt người ấy có thể sẽ cho rằng Người ấy có thể sẽ cho rằng các tầng trời ở có dục là trốn đương tựa cấu cánh. Do vị quán thấy ánh sáng tròn đầy của chốn và sinh tâm yêu mến. Hoặc cho rằng cánh tiền thứ nhì thứ nhất do vì tánh của chúng sinh nơi đây chỉ ngâu sầu hoặc cho rằng cảnh tiền thứ nhì do vì tâm của chúng sinh nơi đây chỉ có não hoặc cho rằng cảnh tiền thứ ba do vì chúng sinh nơi đây được niềm vui vô cùng Phật cho rằng cảnh thiền thứ tư do vì do vì khổ vui đều tiêu vong và nghĩ rằng chúng sanh nơi đây chẳng còn trải qua luân hồi nữa. Người ấy sẽ hiểu sai về những cõi trời hữu lậu đó mà cho chúng là cảnh giới vô vi. Do chúng sanh nơi kia, do chúng sanh ở năm nơi kia được niềm vui, do chúng sanh nơi kia được an ổn, nên người ấy có thể sẽ cho rằng chúng là trốn nương tựa thanh tịnh thù thắng. Sơ hoàng với những tính toán như thế, người ấy có thể sẽ cho rằng à, năm nơi đó là tịch diệt cấu cánh. Do bởi tính toán vào, cho rằng có thể vào tịch diệt qua năm nơi đó, à, người ấy sẽ à, mơ mùi, người ấy sẽ... Người ấy sẽ mơ mùi do bởi cho rằng do bởi tính toán vào cho rằng có hỏa vào tịch việc năm nơi đó họ sẽ đòi lạc ngoài đạo vào mới 10 tính giác ngộ đây là những loại luận đây là những luận điên đảo à, mà cho rằng có thể vào tịch diệt qua năm nơi đó ở trong năm uống là lập luận thứ 10 của ngoại đạo Này cái này, 10 loại kiến giải điên cuồng giữa lúc tu tập tính lượng như thế. Này cái này 10 loại kiến giải này cái này 10 loại kiến giải điên cuồng này cái này 10 loại kiến giải điên cuồng này cái này 10 loại kiến giải điên cuồng giữa lúc tu tập tính dự như thế đều là do sự giao tiếp của tâm với hành uẩn. Nơi mới xuất nơi mới nhà nơi mới xuất hiện những nhầm lẫn ấy. Do chúng sanh bơ muội và tiễn tử tự suy ngẫm chính xác nên khi gặp những trường hợp đó hiện tiền Họ sẽ nhận mơ là giác Rồi cho mình đã thành quả vị của Bậc Thánh Do vì đã thành lập đại vọng ngưỡng như thế Nên họ sẽ đòa địa ngục vô giác sau khi ta diệt đồ các ông phải mang lời của như lai đã truyền dạy vào thời mạt pháp hầu khiến cho tất cả chúng sanh hiểu nghĩa uh, hiểu rõ nghĩa này và không để cho tâm ma à của chính họ giải khởi tội nghiệp thâm trọng các ông hãy bảo hộ các ông hãy bảo hộ che chở tiêu diệt tà kiến và làm cho thân tâm của họ khai ngộ diệu nghĩa chân thật Đừng đỡ họ gặp lối rẽ trên con đường đến tội giác vô thường và chớ khiến lòng mong mỏi khi được một chút mà cho là đủ. Các ông hãy trở thành bậc đại giác vương thanh tịnh để chỉ dẫn hữu tình. Ngày cái nỉ, khi thiện nam tử kia tu hành chánh định đạt đến chấm dứt của uh, hành uẩn, người ấy sẽ có thể quán sát niễu người ấy sẽ có thể quan sát dòng chảy nhiễu động trong thanh ván ẩn quốc của ta mình là tánh sanh khởi chung của tất cả chúng sanh khắp mười phương bất chợt nó vuốt dấu kiến nhỏ bé đã dự lứa nghiệp vây trả từ nhiều đời của mỗi chúng sanh liên quan với họ sẽ mở tung và sự và sự cảm ứng với lứa nghiệp dày kiến đó sẽ đoạn tuyệt Bây giờ người ấy sắp trải nghiệm một đại ngộ minh liễu ở bầu trời tịch diệt. Đây với như người ấy nhìn lên ánh bình minh mờ nhạt ở phía đông sau khi tiếng gà gáy vang lên. Sáu can của người ấy à, rỗng, à, sáu can của người ấy à, rỗng không và tính lệnh. Chúng không còn trong rúi sáu trần và trong ngoài trạm nhưng trong sáng người ấy vào không chỗ vào và hiểu sâu vờ thọ mạng nguyên do của mười của mười của tất cả 12 hai thơ loại chúng sanh người ấy có thể sẽ quan sát nguyên do của các thơ loại chúng sanh nhưng không bị chúng thu hút thức của họ có thể sẽ hòa nhập với mọi thứ khắp uh, mười phương ánh ánh sáng mờ nhạt mà họ đã từng ánh sáng và nhạc mà họ đáng đã, đã quan sát sẽ không phai, phai mất và nó sẽ tối sáng những gì đã từng giấu kín. Đây gọi là đã tới khu vực của thức uống. Nếu đạt được sự hợp nhất của thức với các thơ loại chúng sanh mà chuẩn bị chúng lôi cuốn, người ấy có thể sẽ người ấy người ấy có thể sẽ diệt trừ gốc của tập khí nếu đạt được sự hợp nhất của các can với ca nếu đạt được sự hợp nhất của thức với các thô loại chúng sanh mà không bị chúng lôi cuốn người ấy có thở người ấy có thở người ấy có thở sẽ tiêu trừ sự phân biệt của sáu can và có thở sử dụng chức năng của và có thở sử dụng chức năng Nếu đạt được sự hợp nhất của thức với các thơ loại chúng sinh mà không bị chúng lôi cuốn người ấy có thể uh, người ấy có thể uh, tiêu trừ sự, người, người ấy có thể uh, tiêu trừ sự phân biệt của sáu căn và có thể sử dụng chức năng của mỗi uh, căn nếu đạt được sự hợp nhất của thức với các thơ loại chúng sanh mà tránh bị chúng lôi cuốn người ấy có thể sẽ tiêu trừ sự phân biệt của sáu căn và có thể thì thay... và, thể... và có thể và có thể và có thể sử dụng chức năng của những căn khác ví dụ như là căn mắt và căn tai có thể kết có 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 nối lẫn nhau để cùng hoạt động thanh tịnh với tính năng tách rời hay hợp nhất các thế giới trong mười phương cùng với thân tâm của họ sẽ trong sáng như sẽ như ngọc lưu ly trong ngồi lung linh xuyên suốt đến giai đoạn này thì gọi là đạt đến chấm dứt của thức uẩn người ấy sẽ có thể siêu xuất ô trượt của thờ mạng khi quan sát nguyên do của thức uẩn thì họ thấy những ảnh tượng giả tạo dường như tồn tại nhưng lại chẳng tồn tại và vọng tưởng điên đảo là căn bóng của nó một này cái ý. khi đã hoàn toàn dứt trừ hành uẩn, thiện nam tử kia sẽ trở về cội nguồn cổ thức đến đây mặc dù sự sanh diệt của hành uẩn đã không còn nhưng đối với tịch diệt tinh thuần nhiệm màu thì họ vẫn chưa viên mãn tuy nhiên người ấy có thể làm cho các căn của mình hoạt động như một hoặc thuê tớ hoạt động cho nhau do thức của họ kết nối với hết thể tơ loại chúng sanh nên tất cả trở thành như một bản thờ Thế nên người ấy có thở sẽ cho rằng mình là Thế nên người ấy có thở sẽ cho rằng mình là nguồn gọi viên mãn trở về của tất cả và khởi sanh kiến giải thù thánh. Người ấy sẽ rơi vào sự chấp trước sai lầm của nhân đó. Người ấy trở thành bạn lữ của Phạm Chí Hoàng Phát và theo luận thuyết quay về Minh đó và theo luận thuyết quay về Minh đó họ sẽ mơ mười con đường giác ngộ của Phật và quên mất chánh tri kiến. Đây gọi là lập luận thứ nhất. Người ấy dựa trên ý tưởng có điều gì đạt được nên uh, cho rằng có nơi để trở về. Do đó họ sẽ lìa xa giác ngộ vương thân bởi ngập thành tự diệt và gieo trồng hạt giống uh, ngoại đạo. Hai. Này cái này, khi đã hoàn toàn dứt trừ hành ứng thì hai lại nữa cái này khi đã hoàn toàn dứt trừ hành ứng thiện năm tử kia sẽ trở về cội nguồn cơ thức đến đây mặc dù sự sinh diệt của hành ứng đã không còn nhưng đối với tờ diệt tinh thuần nhiệm màu thì họ vẫn chưa viên mãn một khi đã vào thúc ứng người ấy có thở sẽ xem thức đó là là bản thở của mình rồi nhận làm thân tên của mình rồi nhà một khi đã vào thúc uống, người ấy có thể sẽ, sẽ xem thức đó và là bản thở của mình và nó trải đồng đến toàn cõi giới hư không Do đó, người ấy có thể sẽ cho rằng tất cả 12 thứ loại chúng sanh đều lưu xuất từ trong thân mình. do đó họ khởi sẽ do đó họ sẽ khởi sanh kiến giải thù thắng người ấy sẽ nhầm lẫn người ấy sẽ nhầm lẫn à, người ấy sẽ rơi vào sự chấp sự người ấy sẽ rơi, sẽ rơi vào sự chấp trước sai lầm của nhân đó rằng chính mình có năng lực nhưng thật ra chẳng phải người ấy trở thành bạn lữ của đại tự tại thiên và cho rằng mình có thể hiện ra thân vô biên họ sẽ mở mọi con đường giác ngộ có Phật và quên mất Chánh đi kiến đây gọi là lập luận thứ nhì người ấy dựa trên ý tưởng người ấy dựa trên ý tưởng người ấy dựa trên ý tưởng chính mình là người ấy dựa trên ý tưởng Người ấy dựa trên ý tưởng chính mình có năng lực nên cho rằng mình tạo ra tất cả. Cho đó họ sẽ lìa xa giấc ngộ quân thông bội ngực thành tự diệt và gieo trồng hạt giống để trở thành thiên thần đại cao mạng và cho rằng và và gieo trồng hạt giống trở thành thiên thần đại kiêu mạng và cho rằng bản ngã của mình viên dung biến khắp ba. Lại nữa, khi đã hoàn toàn dứt trừ hành hưởng thiện năm tư kia sẽ trở về cội nguồn của thức đến đây mặc dù sự sinh diệt của hành uống đã không còn nhưng đối với tự diệt tinh thuần nhiệm màu thì họ vẫn chưa viên mãn. Một khi đã vào thức uẩn, người ấy có thể sẽ nương tựa nơi đó Rồi nhận làm thân, tâm thân tâm của mình đều từ kia lưu xuất Và mọi thứ ở các hư không trong mười phương đều từ đó sinh khởi bởi cho rằng thân tâm của mình vọt ra từ thức quẩn nên người ấy có thể sẽ cho rằng thân này là chân thật thường hành và không sanh không diệt sự thật thì họ vẫn đang ở trong sanh diệt nhưng lại cho đó là thường trụ chứng nhận họ đã mơ muội và không sanh chứng nhận mà họ đã mơ muội và tánh không sanh không diệt mà họ còn mơ muội và pháp sanh diệt họ u mơ họ an nhiên trụ ở cảnh giới u mơ chìm đám đó và khởi sanh kiến giải thù thắng Người ấy sẽ rơi vào sự chấp trước sai lầm rằng những gì vô thường là thường Họ trở thành bạn lữ Người ấy trở thành bạn lữ của đà, của tự tại thiên Và tự tại thiên Họ sẽ mơ mỗi con đường giác ngộ Và quên mất chính tri kiến Đây gọi là lập luận thứ ba Người ấy dựa trên ý tưởng Người ấy dựa trên ý tưởng Có nơi nương tựa Nên đã tính toán sai lầm do đó họ sẽ lìa sao giác ngộ quan thân, bội nghịch thành tự diệt và gieo trồng hạt giống à, và gieo trồng hạt giống và điên đảo và viên mãn bốn lại nữa khi đã hoàn toàn dứt trừ hành uống thiện nam tử kia sẽ trở về cội nguồn cổ thức đến đây mặc dù sự sanh diệt của hành uẩn đã không còn nhưng đối với tự diệt tinh thuần nhiệm màu thì họ vẫn chưa viên mãn nếu ở trong sự hiểu biết và viên dung nếu ở trong sự hiểu biết nếu ở trong sự hiểu biết và viên dung nếu ở trong sự hiểu biết và nếu ở trong sự hiểu biết và cây nguyên nếu ở trong sự hiểu biết nếu ở trong sự hiểu biết và canh nguyên có mạng sống nếu ở trong sự hiểu biết nếu ở trong sự hiểu biết về cái nguyên của mạng sống nếu ở trong sự hiểu biết và nếu ở trong sự hiểu biết nếu ở trong sự hiểu biết nếu ở trong sự hiểu biết về cái nguyên của mạng sống người ấy có thể nếu ở trong sự hiểu biết nếu nhận biết thức nếu nhận biết thức của mình viên dung biến khắp nếu nhận biết thức của mình viên dung biến khắp người ấy có thể sẽ lần lập kiến giải dựa trên sự nhận biết đó rồi cho rằng tất cả cỏ cây đều giống như loài người chẳng khác tất cả cỏ cây đều giống như loài người chẳng khác Người ấy bảo rằng có cây sinh làm người rồi khi con người chết thì trở lại sinh làm có cây. Người ấy cho người ấy cho rằng sự nhận biết cùng khắp là như thế và khởi sinh kiến giải từ thánh. Người ấy sẽ rơi vào sự chấp trước sai lầm rằng những gì không sinh là sinh. Người ấy trở thành bạn lữ rằng người ấy sẽ rơi vào sự chấp trước sai lầm rằng những gì vô tri có tri giác người ấy trở thành bạn lữ của uh, ngoại đạo Tỳ cứ và hữu quân họ chấp trước vạn vật đều có tri giác họ sẽ mơ mùi con đường giác ngộ có phật họ sẽ mơ mùi mười... họ mở mười... họ sẽ mơ mùi con đường giác ngộ có phật và quên mất chánh tri kiến đây gọi là lập luận thứ năm người ấy dựa người ấy dựa trên ý tưởng uh... người ấy dựa trên ý tưởng người ấy dựa trên ý tưởng rằng người ấy dựa trên ý tưởng rằng có tri giác biến khắp nên dẫn đến kết luận sai lệch do đó họ sẽ lìa xa giác ngộ viên thông vội ngợp thành tự diệt và gieo trồng hạt giống điên đảo và tri giác sáu lại nữa khi đã hoàn toàn dứt trừ hành uống thiện năm tư kia sẽ trở về cội nguồn của thức đến đây mặc dù sự sinh diệt của hành uống đã không còn nhưng đối với tự diệt tuân năm lại nữa cái đã hoàn toàn Đây gọi là lập luận thứ uh, thứ tư người Đây gọi là lập luận thứ tư Người dựa trên ý tưởng Rèn có tri giác biến cấp Nên dẫn đến kết luận sai lệch cho đó họ sẽ nhờ xa giác hội quân thông bồi ngập thành tài diệt và gieo tràn hạt giống điên đảo và tri giác năm lại nữa khi đã hoàn toàn dứt trừ Anh hưởng thiện năm tư kia sẽ trở về cội nguồn vô thức đến đây mặc dù sự sinh diệt của Anh uống đã không còn nhưng đối với tờ dược tinh thần nhiệm màu thì họ vẫn chưa viên mãn khi đã được tùy thuận về tính tinh hổ tương ở trong viên dung của các can người ấy có thể sẽ cho rằng tất cả đều phát sinh từ, trong, từ trong sự biến hóa viên dung đó. Thế nên họ sẽ cầu mong ánh sáng của lửa, ưa tức thanh tịnh của nước, yêu mến dòng chuyển của gió, và xem xét thành tựu của đất. Họ sẽ tôn sùng các yếu tố đó rồi khởi sinh kiến giải rằng chúng là bổn nhân thường trụ. Và khởi sinh kiến giải thù thánh họ sẽ rơi vào sự chấp trước sai lầm rằng những gì không xanh là xanh người ấy à, trở thành bạn nữ à, của à, phạm chí mạng ống quang và những phạm chí khác mà cho rằng thân tâm phải có nhập phòng trự và tôn sùng nước lửa đỡ cầu mong ra khỏi sanh tử họ sẽ mơ mộng con đường giác ngộ của phật và bên nát chánh tri kiến đây gọi là lập luận thứ năm người ấy mơ mùa chạy theo bốn đại rồi dựa trên sự tính toán và chấp trước của và và chấp trước của tư tưởng và chấp trước của của tôn sùng mà thành lập nhân kiên cố mà thành lập nhân hư vọng nên dẫn đến quả hư vọng do đó họ sẽ lìa xa giác ngộ quân thân bồi ngập thành tự diệt và gieo trồng hạt giống điên đảo và biến hóa Sáu lại nữa, khi đã hoàn toàn dứt trừ hành uống, thiện nam tử kia sẽ trở về cội nguồn cô thức. Đến đây, mặc dù sự sinh dược của hành uống đã không còn, nhưng đối với từ dược tinh thuần nhiệm màu thì họ vẫn chưa viên mãn. Nếu, uh, nếu ở trong tánh viên minh mà tính toán rèn có hư vô trong đó, người ấy có thể sẽ uh, Người ấy có thể sẽ muốn diệt trừ mọi biến hóa khởi xanh và dùng đoạn diệt vĩnh viễn để uh, nương trụ. Họ cho đó là chỗ nương tựa và họ cho đó là chỗ nương tựa và khởi sanh kiến giải thù thánh. Họ sẽ rơi vào sự họ sẽ rơi vào sự chấp trước sai lầm. Rằng những gì chẳng phải nương tựa là chỗ nương tựa. Người ấy trở thành bạn lữ, của các thần hư thân người ái trở thành bạn lữ của các thần hư không ở trời vô tưởng họ sẽ mơ mọi con đường giác ngộ của phật và quên mất chánh tri kiến đây gọi là lập luận thứ sáu người ái dựa trên ý tưởng người ái dựa trên ý tưởng người ái dựa trên ý tưởng Cả người ấy dựa trên nữ tưởng rèn có hư không rèn hư không ở trong viên minh nên thành tựu trạng thái trống rỗng do đó họ sẽ lìa xa giác ngộ viên thông bọn người thành tề diệt và gieo trồng hạt giống à, của tư tưởng đoạn diệt bảy lại nữa khi đã hoàn toàn giúp cho hành uẩn thiện nam tư kia sẽ trở về cội nguồn của thức đến đây mặc dù sự sinh diệt của hành uẩn đã không còn nhưng đối với tề diệt tinh thuần nhiệm màu thì họ vẫn chưa viên mãn ở trong trạng thái dường như vân thường, người ấy có thể sẽ cố sức giữ thân thơ gìn giữ thân thơ của mình để mong thường trụ, đồng như tính tinh viên và tr trường thọ chiến kia nghi ngã và đồng như tính tinh viên trường thọ chiến nghi ngã và khởi san tiếng kiến giải thù thánh. Người ấy sẽ rơi vào sự chấp trước sai lầm. của tham muốn những thứ mà chẳng tới được người ấy trở thành bạn lữ của tiên nhân vô từ vô, tỷ và mong cầu sống lâu họ sẽ vơ mọi con đường giác ngộ của phật và quên mất chánh tri kiến đây gọi là lập luận thứ bảy người ấy dựa vào người ấy dựa vào chấp trước người ấy dựa vào sự chấp trước và nguồn gốc của mạng sống nên rồi nên thành lập nhân kiên rồi thành lập nhân kiên cố Hư vọng rồi thành lập nhân kiên cố hư vọng đỡ rồi thành lập nhân kiên cố Hư vọng đỡ thành đó đỡ thành, thành quả người ấy người người ấy dựa vào sự chấp trước và nguồn gốc của mạng sống rồi thành lập nhân kiên cố hư vọng để hướng đến quả trường thọ thế gian do đó họ sẽ lìa liề... xa giấc ngộ vương thông và ngập thành tuyệt diệt và gieo trồng hạt giống của trường tử hư vọng tám lại nữa khi đã hoàn toàn dứt trừ hành uống thiện nam tử kia sẽ trở về khỏi nguồn cổ thức đến đây mặc dù sự sinh diệt của hành uống đã không còn nhưng đối với tờ diệt tinh thuần nhiệm màu thì họ vẫn chưa viên mãn khi đã quan sát mạng sống liên kết tương thông với các với tất cả thơ loại chúng sanh người ấy có thể sẽ lui về để giao lưu với trần lao của mình do sợ chúng tiêu tan người ấy sẽ biến hóa và ngồi ở trong một cung điện hoa sen đầy khắp bãi báu với rất nhiều mỹ nữ rồi thao túng tâm mình và khởi sanh kiến giả thù thánh người ấy sẽ rơi vào sự chấp trước sai lầm rằng những gì không thật là thật người ấy trở thành bạn lữ của ma vương họ sẽ mở mọi con đường giác ngộ của phật và quên mất chánh tri kiến đây gọi là lập luận thứ 8 người ấy dựa vào sự phát khởi của suy tư sai lệch rồi quyết định chìm đám hưởng thụ do đó họ sẽ lìa xa giác ngộ quân thân và nghịch thành tự diệt và gieo trồng hạt giống à, thiên ma chính lại nữa khi đã hoàn toàn dứt trừ hành ứng thiện nam tử kia sẽ trở về cội nguồn của thức. Đến đây, mặc dù sự sinh diệt của hành Uống đã không còn, nhưng đối với tự diệt tinh thuần nhiệm màu thì họ vẫn chưa viên mãn. Ở trong sự hiểu biết về cái nguyên của mạng sống, người ấy có thể sẽ phân biệt giữa tinh tế và thô kịch. Dựa trên sự hỗ tương qua lại của nhân quả, người ấy có thể sẽ quyết định cái gì là thật và cái gì là giả. Họ chỉ cầu cảm ứng và bồi nghịch đạo thanh tịnh ở trong tiến trình của tiếng ở trong tiến trình của kiến khổ đoạn tập chứng diệt tu đạo. Người họ dừng nghỉ ở giai đoạn diệt mà chẳng khởi xa mà chẳng bước thơm vừa phía trước và khởi sanh kiến giải thù thánh. Người ấy nhận lầm rằng mình đã thành bậc thanh văn định tánh, rồi trở thành bạn lữ của hàng tên chúng công chịu học hỏi và những à, và những kẻ tên thượng mạng họ sẽ mơ mọi con đường giác ngộ có phật và quên mất chánh tri kiến đây gọi là lập luận thứ 9. người ấy dựa vào tâm à, tinh viên đỡ người ấy dựa vào tâm tinh viên mong cầu cảm ứng để hướng đến quả tịch tỉnh do đó họ sẽ lìa sau giác ngộ quân tăng bội nghịch thành thị diệt và gieo trồng hạt giống để sinh vào hàng bị xước buộc bởi pháp không mười lại nữa khi đã hoàn toàn dứt trừ hành uẩn thiện năm tử kia sẽ trở về cội nguồn của thức đến đây mặc dù sự sanh diệt của hành uẩn đã không còn nhưng đối với tịch diệt tinh thuần nhiều màu thì họ vẫn chưa viên mãn nếu ở uh, nếu ở trong giác minh thanh tịnh viên dung mà phát khởi nghiên cứu thầm tâm vi diệu thì người ấy liền thành lập tịch diệt mà chẳng biết thêm về phía trước và khởi sanh kiến giải thù thắng người ấy nhận làm rằng mình đã thành uh, bậc độc giác độc uh, người ấy nhầm là nhận làm rằng mình đã thành bậc độc giác định tánh rồi trở thành bạn nữ của hàng tự mình giác ngộ qua các chuyên và những ai chánh hồi tâm hướng về đại thừa họ sẽ mơ mọi con đường giác ngộ của phật và quên mất chánh tri kiến đây gọi là lập luận thứ 10. người ấy dựa vào tâm hòa hợp với viên giác để trở thành quả trạm nhân minh liễu do đó họ sẽ lìa xa giác ngộ viên thông bồi ngập thành tự diệt và gieo trồng hạt giống À, và gieo trồng hạt giống để xem vào hàng chánh thở vừa khỏi chấp trước của viên giá quan minh này cái này 10 loại kiến giả giữa lúc tu tập tính lượng như thế là do sinh mơ nên dẫn đến cuồng loạn nhân bởi mơ muội nên ở trong sự chứng đích chưa tròn vẹn người ấy sanh tâm mà cho rằng mình đã chứng đích viên mãn đây đều là do sự giao tiếp của tâm với thức quẩn nên mới xuất hiện những nhầm lẫn ấy do chúng sanh mơ muội và chứng thở tự suy ngẫm chính xác nên khi gặp những trường hợp đó với mọi cánh hiện ứng theo tập khí trong tâm với ứng theo tập khí yêu thích trong tâm mơ muội của họ họ sẽ dừng nghỉ ở đó và cho rằng đây là chốn nương tựa an ổn cứu cánh họ sẽ nói rằng mình đã họ sẽ nói rằng mình đã viên mãn đạo vô thượng do vì đã thành lập à, đại và ngữ như thế nên sau khi đã chấm dứt nghiệp chiêu cá mà đã dẫn dắt người ấy trở thành tà ma ngồi đạo họ sẽ đọ lạc à, họ sẽ đọ địa ngục quá giáng còn vợ hàng thanh vân và bậc chuyên giác thì thì họ sẽ không tiên tiến tâm nữa các ông phải nhất tâm gìn giữ đạo của Như Lai sau khi ta diệt đồ, các ông phải mong phóng môn này để truyền dạy vào thời mạt pháp hầu khiến cho tất cả chúng sanh hiểu rõ nghĩa này và không đỡ cho tâm ma của họ giấy ngờ khởi tội nghiệp thâm trầm. Các ông hãy bảo hộ, an ủi cứu giúp, tiêu diệt tài duyên và làm cho thân tâm của họ vào tri kiến Phật. Như thế, từ lúc khởi đầu cho đến khi thành tựu, họ sẽ không gặp đường rẽ trong hàng hà sơ kiếp chư như lai nhiều như số vi trần ở thổ quá khứ đã nương pháp môn như thế nên tâm khai ngộ và đắc đạo vô thượng. một khi thức quẩn chấm dứt các căn của ông sẽ thay thế hoạt động lẫn nhau và từ trong sự hổ tương đó ông sẽ có thể ông thể có thể vào trí tờ khô kim cang của bậc bồ tát khi đạt đến uh, khi đạt đến uh, viên khi đạt đến quang minh viên mãn của tâm tinh thuần, ông sẽ trải qua sự biến hóa. Tâm của ông sẽ trở thành như một mặt trang báo ở trong lưu ly thanh tịnh như thế ông sẽ trải qua các uh, giai đoạn tu hành của Bồ Tát, như là bốn giai đoạn tu hành thơm của tâm 10 tín, 10 trụ, 10 hành, 10, như là bố uh, như là 10 tín, 10 trụ, 10 hành, 10 như là 10 tín, 10 trụ, 10 hành, 10 hồi hướng, 10 địa kem cang và đánh giác viên minh. Bây giờ ông sẽ vào biển trang nghiêm vi diệu, viên mãn tựa giác và, và vào viên mãn giác. Và vào không chỗ chứng đích. Bây giờ ông sẽ vào biển trang nghiêm vi diệu viên mãn tuổi giác và về à, và vào không chỗ chứng đích và trở về không chỗ chứng đích đây là những việc ma vi tớ được phân tích bằng tuệ giác minh liễu bởi chư phật thớ tôn thuở quá khứ trong lúc tu chỉ và tu quán một khi âm hiểu cảnh ma hiện tiền ông sẽ có thể tẩy trừ tâm cấu nhiễm của mình và không rơi vào tà kiến bây giờ uẩn ma tiêu diệt thiên ma tồi tối đại lực quý thần bỏ chạy bạc mạng và yêu tinh quý quái sẽ chẳng còn dám xuất hiện ông sẽ thẳng đến vô thượng giác mà chẳng chút mệt mỏi cho dù những ai với can lòng càng mỏng thì họ cũng có thể thanh tiến, tiến đến đại tịch diệt và tâm chính mơ mùi vào thời mạc pháp sẽ có những chúng sanh ngu đồn mặc dù họ thích uh, tu tập chánh định nhưng nhưng không hiểu uh, nhưng không nhưng vẫn không hiểu uh, nhưng vẫn chưa hiểu uh, tính lự và không biết thuyết pháp nên ta e sợ họ sẽ rơi vào tà kiến vì vậy ông hãy dốc lòng khuyên bảo họ hãy uh, vì vậy ông hãy dốc lòng khuyên bảo họ hãy tụng trì Phật đến thần chú này của ta nếu những ai vẫn chưa có thớ tụng thuộc lòng ông hãy dạy họ, ông hãy dạy bảo họ hãy biên chép thần chú này rồi đặt ở thiện đường hoặc mang theo bên mình như thế tất cả chúng ma sẽ chẳng thở quá nhiều họ Ông hãy cung kính và không tuân lời dạy của mười phương như lai. Hãy tu hành tinh toán đã đạt đến cứu cánh tịch diệt. Đây là giáo hối cuối cùng của ta. Lúc ấy tôn gia khánh ý liền từ chỗ ngồi đứng dậy. Đến lỡ không cúng không kính lời dạy của Phật và ghi nhớ chẳng quên. Ở giờ đại chúng ngài lại bạch Phật rằng. Bạch Thế Tôn như lời Phật dạy. Ở trong tướng hiện của Nam Uổng có năm nhóm si mơ. Bà Thế Tôn như lời Phật dạy ở trong tướng hiện của Nam uẩn có năm nhóm hư vọng là căn bốn của tam tướng si Chúng con chưa bao giờ được nghe như lai like khai thị tường tận như thế. Lại nữa, khi Nam uẩn này tiêu trừ là chúng tiêu tan cùng một lúc hay là chúng tan biến theo thứ tự? Giả sử à, chúng tiêu tan cùng một lúc, vậy thì cái gì xác định đặc điểm của mọi ứng? Kính mong Như Lai khởi lòng tờ đại từ mà giảng giải để khiến cho đại chúng nơi đây được tâm thanh tịnh với mắt trong sáng và cũng làm con mắt cho tất cả chúng sanh vị lai ở vào thời mạt pháp. Phật bảo ngài cái nghĩ bốn giác viên mãn thanh tịnh tinh nguyên chân thật và nhiệm màu trong sáng thì không lưu giữ sanh tử hay các trần cấu vào cho đến hư không tất cả những thứ đó đều nhân bởi uh, vọng tưởng mà san khởi tuy nhiên từ trong bốn giác tinh nguyên chân thật ví dụ này hư vọng lại phát sinh y báo thế gian đây ví như trường hợp của gã từ thọ đã nhận làm gương mặt của mình khi nhìn thấy nó trong gương si mơ của anh ta chẳng khởi sinh từ bất cứ nguyên nhân nào Do ở trong vọng tưởng nên có những chúng sanh thành lập chánh nhân duyên còn những kẻ mơ muội về tính nhân duyên thì là thì cho là tự nhiên sự thật thì tính hư không sự thật thì tánh hư không kia cũng là do huyện hóa sinh ra cho rằng vạn vật sinh ra từ nhân duyên hay tự nhiên đều là vọng tâm tính toán của chúng sanh này cái này những ai biết rằng chỗ của hư vọng khởi sinh thì sẽ nói rằng nhân duyên của nó đến từ đâu những ai biết rằng hư vọng vốn không thì sẽ nói rằng nhân duyên của nó vốn không chưa có. Huống chi là những người chẳng hờ biết gì về nhân duyên và cho rằng tất cả mọi thứ đều là và cho rằng tất cả các pháp đều là tự nhiên sinh ra. Cho nên như lai đã giải thích cho ông rằng bổn nhân của nam muốn đều là từ vọng tưởng thân thể của ông sinh ra là nhân bởi nghĩa trưởng của cha mẹ ông nhưng nếu tâm ông chỉ nghĩ tưởng thì ông sẽ không thể nào sinh đến nhân qua nghĩa trưởng mà mẹ nói uh, thông qua nghĩa trưởng mà mạng sớm tiếp nói như ta đã nói ở trước khi tâm nghĩ về vị chua thì liền chảy nước miếng và khi tâm nghĩ đến trang bước trên bờ vật thấm thì làm bằng chân cảm thấy thú sự thật dưới lòng bàn chân chẳng có bờ vật thấm và trong miệng cũng có chẳng có vị chua nếu chẳng có sự liên hệ giữa thân thớ của ông và vọng tưởng thì 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 nhân bởi gì mà làm cho miệng của ông chỉ nước miếng khi nhắc đến vị chua đây bởi bài phía quyết rằng sắc thân hiện tại của ông là một thí dụ của vật ráng chất hư vọng đây là loại vọng tưởng thứ nhất như đã nói ở trước khi tam nghị tướng đang bước trên bờ vực thẳm thì lòng bàn chân của ông cảm thấy thú sự uh, sự thấy thốn, tương tự như thế cám tọa sinh với hư vọng cũng có thể cám động cám thọ sinh với hư vọng cũng có thể tác động đến sức thân của ông như hiện tại bây giờ ông đang trải nghiệm cái gì là lợi ích với to cái gì là với với lợi ích và cái gì là nghịch ấy với tổn hại hai loại trải nghiệm này đang truy đuổi tiếp nối là một là một thí dụ của cám tọa hư ảo đây là loại vọng tưởng thứ nhì ba do đó sắc thân ba, ba, thứ nhì do đó niệm suy nghĩ khống chớ sắc thân của ông giả sử trên có sự liên hệ giữa thân thở của ông và ý niệm thì nhân bởi gì mà làm cho sách thân của ông tùy niệm sai xứ đây muôn cảnh tượng nam lái của thân đều là do sự nghĩ thưởng ở trong tâm của ông và bởi thân tương ứng theo niệm do đó tâm ông do đó tâm ông nghĩ tưởng khi tỉnh giấc và ông nằm mơ khi đi ngủ tướng niệm dao động của ông tướng niệm tướng tướng niệm của ông dao động đã tạo ra sự cảm giác hư vọng đây là loại vọng tưởng thứ ba tướng niệm của ông dao động đã tạo ra sự hiểu biết hư vọng đây là loại vọng tưởng thứ ba rồi đến có những sự biến hóa tuần tự không chính nhường nghĩ ở trong cơ thể, chúng xoay vòng với biến đổi vi tớ như là móng tay vào tất một dài. À, khí lực tiêu hao và nếp nhăn trên khuôn mặt, chúng thay đổi tiếp, chúng tiếp nối thay đổi suốt ngày lẫn đêm nhưng ông thì hoàn toàn chẳng nhận ra chúng. Này cái nghĩ nếu những sự đổi giờ, nếu những sự biến hóa tuần tự này không phải là một phần của ông thích thì tại sao thân thể của ông lại đã dời còn nếu chúng đích thật là một phần của ông thích thì tại sao ông lại nhận, nhận cảm nhận ra chúng? Các hành của ông niệm niệm chính nhân và chúng vẫn khuất sau kín trong tâm. Đây là loại vọng tưởng thứ tư. Lại nữa nếu đạt đến uh, nếu đạt đến cảnh giới thường hành và trạm nhiên bất động ông sẽ không còn trải nghiệm thị giác tính giác vào những giác quan khác nếu tâm con thật sự đạt đến cảnh giới của tinh nguyên chân thật ông sẽ uh, tinh nguyên chân thật nó sẽ chuyển còn dung thờ tập khí hư vọng Thế thì tại sao khi ông nhìn cánh là nhìn qua cánh uh, cánh vật kỳ lạ nào đó quá khứ rồi trải qua nhiều năm ký ức nhớ và quên của việc đó đều sao lãng nhưng và sau khi hút nhiên nhìn qua cánh tượng uh, tương tự kỳ lạ như trước kia ông lại nhớ rõ ràng như nó chưa từng bị sao lãng tâm tinh nguyên minh liễu mà ông tính toán và cho rằng nó là trạm nhiên bất động sự thật thì nó dung tọ và huân tập trong niệm niệm này cái này nên biết rằng tâm tạm nên biết rằng tâm trạm nhưng đó không phải là chân tâm nhìn lướt qua thì có vẻ như rất tĩnh lặng nhưng nó sự thật giống như dòng chảy nưa chảy xiết tuy ông nhìn chuyển thấy nhưng nó đích thật tựa như một dòng chảy xiết nếu ở trong thức uống của ông chuyện có cây nguyên của vọng tưởng vậy thì làm sao thì làm sao mà nó có thể dung thờ vọng tưởng tích tập đây trừ phi số can của ông hợp nhất và có thể thi thớ hoạt động lẫn nhau bằng không ông sẽ chẳng bao giờ dịp được vọng tưởng của mình đó là vì sao hiện tại tâm trạng nhiêm ấy của ông vẫn còn xước buộc bởi tập khí vi tớ của thị giác thánh giác và cho đến tri giác cũng như thế cũng như thế những ấn tượng cũng như thế những ấn tượng giá tạo này nằm ở trong trạm nhân minh liễu của thức uống thì dường như tồn tại nhưng thật chẳng tồn tại đây là đây là đây là loại đây là loại địa đây, đây là loại điên đảo thứ năm vờ vọng tưởng vô cùng vi tớ này cái nghĩ nam uống được hành thành là do năm loại vọng tưởng đó Ông này lại muốn biết trên giới sâu càng của mọi uẩn Sách và không là biên tớ uh, của sách Chạm và rời là biên tớ của thọ Nhớ và quên là biên tớ của tưởng Sinh và diệt là biên tớ của hành Vào trạng thái trạm nhân và hợp chung với trạm nhân đó là biên tớ của thức Nam uẩn này sanh khởi theo thứ lớp ở bốn nguyên của chúng Sinh ra là nhân với thức mà có và diệt mất là bắt đầu với sự tiêu trừ của thức. Ông có thở sẽ tỏ ngộ nghĩa lý tức khác và nương giác ngộ mà cho rằng nam uống đồng thời tiêu tan. Nhưng sự thật thì chúng chẳng đồng thời diệt trừ mà chúng còn phải chấm dứt theo thứ tự. Ta đã chỉ cho ông vừa thí dụ, ta đã chỉ cho ông vừa thí dụ thấu bút ở chiếc khăn tròn băng quần. Tại sao ông vẫn còn chưa hiểu và lại hỏi ta về việc đó? Ông nên thấu hiểu thông suốt căn nguyên của vọng tưởng rồi hãy uh, truyền dạy cho các chúng sanh uh, rồi hãy truyền dạy cho nhân vệ tu hành vị lai ở vào thời mạt pháp. Hãy làm cho họ nhận thức được hư vọng là do tự mình tạo ra và tạo ra và đỡ rồi có tơ hết sức nhàm chán đó. Hãy làm cho họ biết có tịch diệt và không lưu luyến ba cõi. Này cái này giả sử có người mang bài báo tràn đầy hư không khắp à, mười phương đỡ dâng lên chư Phật nhiều như số vi trần à, với tâm thừa sự cúng dường trong niệm niệm ý ông nghĩ sao? Với nhân dương cúng dường chư Phật như thế người ấy có được phước nhiều trang Ngài cái này thưa rằng thưa thế tôn hư không là vô tận nên phước ba nên trăng bảo cũng vô biên Thưa Thế Tôn, hư không là vô tận nên số lượng của trang báo cũng vô biên. Thưa xưa có chúng sanh ký chỉ cúng dường bảy đồng tiền cho Đức Phật. Sau khi xả báo thân mà người ấy còn được ngôi vị của vua chúng luôn. Hạ huống là phước đức của người cúng dường với huống là phước đức của người cúng dường chư Phật với số lượng trang báo tràn đầy những cõi Phật trái rạng đấng tận cùng hư không. Dù có ai tính đếm trong muôn kiếp thì cũng chẳng tới hết. Phước đức ấy làm sao mà có giới hạn chứ? Phật bảo ngài cánh hỷ. Chư Phật Như Lai không bao giờ nói lời hư vọng. Giả sử có người vi phạm trọn bốn giới nghiêm trọng và 10 giới ngăn cấm. Chỉ nháy mắt thì chỉ trong nháy mắt thì người ấy liền đòi địa ngục vô gián ở thế giới này rồi trải qua các thế giới khác và cho đến phải trải qua các địa ngục vô gián ở tà gia gián tại các thế giới toàn cùng ở mười phương tuy nhiên nếu trong một niệm mà khai thị pháp môn mà mà tuy nhiên nếu trong một niệm mà lưu truyền pháp môn này và khai thị cho những ai chưa học qua thì tội chướng của người ấy thì liền tiêu diệt thì tội chướng của người ấy liền ứng tiêu niệm mà tiêu diệt người ấy sẽ được phước đức và siêu việt người cúng dường ở trước gấp hơn trăm lần ngàn lần vạn lần ức lần và như vậy cho đến toán số thí dụ thì cũng người thì tất cả địa ngục tất cả địa ngục tất cả địa ngục mà người ái phải trải qua thống cổ sẽ liền trở thành cội nước an lạc Người ấy sẽ được phước đức và siêu việt người, người cúng dường ở trước gấp hơn trăm lần, ngàn lần, vàng lần và ức lần và như vậy cho đến tốn số thí dụ thì cũng không thở tính sở Này cái này những ai mà có thở tụng kinh và trì chú này cho dù ta nói công đức của họ, à, cho dù ta rộng nói công đức của họ đến suốt muôn kiếp thì cũng chẳng hết. Những ai nương lời dạy của ta và như pháp hoàn đạo họ sẽ thẳng đến giác ngộ và không còn gặp ma nghiệp khi Phật thuyết kinh lúc Phật thuyết kinh này xong các vị biết su biết su ni thanh tính nam thanh tính nữ hàng trời người và phi triên trong hết thể thế gian cũng như chư bồ tát và những vị nhị thừa từ phương khác cùng chư thánh hiền tiên nhân đồng tử và đại lực quỷ thần đã sơ phát khởi đạo tâm đều rất vui mừng đến lễ Phật và cáo lui Kinh Đà Phật Đản cứu cánh kiên cố và mật nhân của Như Lai Vờ chưa Bồ Tát vạn hạnh đỡ tu chứng liệu nghĩa hết quẩn 10.